Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, các bạn có biết hôm nay về sau ba bạn nhỏ của chúng ta vui như sáo không? Vui không? Hả? Hả? Con mới có ngót nào mà. Bạn có không nhẹ, biết vì sao các bạn có không nhẹ không? Không, vì bố đeo gói, có biết con. Vâng, Gato của chúng ta nhớ lại là ngày xưa cách đây 4 năm, 3 năm. Đấy, vào ngày này là bạn Gato của chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Đấy, rồi bạn Gato đã quay lại trở lại hiện trường rồi. Anh sẽ giới thiệu tiếp nhá. Cách đây 5 năm thì bạn Sanusi của chúng ta cũng bắt đầu òa tiếng khóc chào đời vào ngày 29. Nhưng mà sang tuần sau cơ. Còn bạn Gato thì ngày 31 là bạn ấy nhìn thấy mặt trời. Đấy, và sắp sửa đến kỷ niệm ngày sinh nhật của hai bạn nhỏ của chúng ta rồi. Hôm nay là một một sự kiện rất là đặc biệt. Nên là hôm nay sẽ đi mua đồ để chuẩn bị cho sinh nhật các bạn nhỏ, cả bạn Sanusi và bạn Gato. Bạn Gato còn với còn khóc thử xem có giống cái đợt mà mình mới đẻ ra mình khóc không cơ mà. Thôi đi thôi, let's go, chạy đi, đi. Đúng rồi, có phải rồi, đi. Nhanh, bạn chạy ở đấy. Rồi, đi thôi. Lâu rồi, lâu rồi. Bạn các bạn đã chuẩn bị xong chưa? Ủa, bạn Bờ Si à? Thì hôm nay chị Bờ Si của chúng ta có tác dụng là hỗ trợ các bạn nhỏ của chúng ta đi mua sắm. Và đây, chị đã lên danh sách các loại cần mua rồi. Bây giờ chị thử liệt kê xem nào có những gì nào. Đây, sẽ đưa bố xem danh sách của chị. Đưa bố xem. Đây là cái danh sách mà chị Bờ Si đã liệt kê để chúng ta đi mua trong ngày hôm nay. À, bạn Sa Si của chúng ta năm nay năm cuối của đại học lớp chữ to. Nên là cho bạn Sanusi của chúng ta là sinh nhật ở lớp cùng với các bạn nên mua đồ theo lớp. Lớp của bạn Sanusi có bao nhiêu người? 42. 42 người à? Lớp con 49. Thế hôm đấy như mày có bạn nào nghỉ sao đúng không? Mình mua 41 đồ đấy nhá. Không. Đúng không? Không. Mấy cả Sanusi ạ. Mình mua 45 cơ mà. Thế? Như mày hôm đấy có bạn nào nghỉ sao đúng không? Mình trừ bớt đi chứ, đúng không? Mình ơi giời, mấy cả hôm đấy là bạn Hải An là sinh nhật chính nên bạn không ăn đúng không? Chỉ có 40 người thôi đúng không? Không. Được không? Có ăn không? Tưởng là sinh nhật thì mình không ăn, mình phải đứng cái mình mời các bạn mình hát thì mình phải ăn hết tất cả mọi người. Thôi được rồi, bây giờ rồi bạn và Si thử liệt kê xem là mua những gì nào. Nào, xem nào. Sữa su su 90. 90 cả, mỗi một bịch có mấy gói? 6 gói. 6 hộp đúng không? 6 9 54 à, thế thừa à? Liệt kê gì mà liệt kê hoang ấy. Rồi được rồi. Thôi là tiếp tục xem nào. Kẹo mút 2 gói. Kẹo mút 2 gói. Bim bim nhỏ 4, 5 gói. Wow. Rồi tiếp tục bánh đi. Bánh dài 3 đến 4 gói. Bánh gì? Bánh dài. Bánh dài á? Bánh dài bánh gì? Bánh dài là cái kẹo dài dài ấy đúng không? Thạch tiếp tục. Cá 3 gói mua sau. Thạch cá đúng không? Thạch cá gato mua sau lớn. Bánh gato này là sẽ để mua sau, hôm nào đến sinh nhật thì mua nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đi mua những đồ khô trước, dễ mua về chuẩn bị đúng không? Gói đi thôi, có. Đâu gì? Rồi. Các bạn ơi, vậy là bạn Sanusi của chúng ta cùng bạn Gosi đã phải huy động cả bà rồi cả dì nữa. Hôm nay tất cả mọi người đều đi chuẩn bị sinh nhật cho các bạn nhỏ của chúng ta. Cả Mi nữa này đấy. Mi chào các bạn đi. Chào tay nữa. Cười cả. Hả? Đấy. Đây là mẹ của bạn Gato. Đấy rồi đấy. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi thôi. Đâu có con gì đâu ấy? Gì đâu, gì đâu? À đây rồi, dì đang cho xe ra rồi. Ấy. Rồi. Đấy, dì của bạn Sanusi hôm nay cũng đi để mua đồ cho bạn Sanusi luôn. Đấy. Đấy. Rồi, đi đi, bán lên đi. Rồi xe của bà với nhà xe của dì xuất phát trước. Còn xe của bố mẹ bạn Gato xuất phát sau. Đi rồi. Đến Mixi nha. Rồi, các em ơi, vậy là anh và các bạn nhỏ của chúng ta có mặt ở siêu thị Mixi rồi. Hello Sumi, Sumi vui sướng quá chạy đi thôi. Bây giờ chúng mình sẽ đi xuống tầng 1 của siêu thị Bixi để chúng ta mua sắm nha, đi thôi. Dì Lan như là một cô giáo đưa trẻ em đi chơi. Giống cô giáo mầm non đấy. Mi ơi. Hả? An ơi. An đầu tiên mua gì trước? Đi chơi trước à? Trời ơi, Mi chạy trước kìa. Mi đi có cái gì kìa.
Đây. Không nhìn thấy mặt Hải Linh đâu luôn đấy. Wow. Đi rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào trong City Pixi, vào trong tầng 1 của City Pixi để mua đồ. Ai đã đầu tiên mình mua gì trước nhỉ? Để phỏng vấn đi. Bánh kẹo trước. Nhưng mà bánh gì? Mua gì trước? Bánh cá. Mua pin trước nhá. Rồi các bạn ơi, vậy là bây giờ bạn Sanesi của chúng ta, bạn Gato của chúng ta là sẽ lấy một cái xe. Đầu tiên là phải lấy một cái xe đã, để đi vào trong siêu thị. Chúng ta sẽ đẩy đồ, đẩy vào trong siêu thị và chúng ta mua đồ cho vào trong đấy nhá. Rồi đi thôi. Rơi cái gì kìa? Gia đình bạn Gonzi đông người nên dùng hai xe liền. Rồi bây giờ gia đình bạn Gato đang thẳng tiến vào gian những gian bánh kẹo. Đầu tiên chúng ta thế là được đi khu chơi nữa cả. Đấy à, ui, chiều đấy. Thế là đi đâu trước đây? Đi vào vườn cổ tích. Vườn cổ tích gì? Phải đi mua bánh kẹo trước chứ. Bye bye Amy. Cái gì trước? Rồi bây giờ hôm nay là sinh nhật của ba bạn nhỏ nên ba bạn nhỏ của chúng ta sẽ tự chọn đồ nhá. Bây giờ hai thôi, Hải Linh là người hỗ trợ con mua đồ đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ đi ngồi xe này ra kia để mua đồ đi. Bà đang chỉ mua, bây giờ phải mua theo danh sách rồi, nít đã nít lên rồi. Hải Linh đã lên danh sách rồi. An ơi, An ăn cái gì vậy? Hả? Ôi, mới ăn, chưa mua sắm gì đã ăn một cốc rồi à? Nhanh nhé. Còn thế này, mỗi bạn là một cốc cũng cốc ăn rồi. Đấy, xong là phải có sức mới đi mua sắm đúng không? Còn gặp đầu luôn các bạn ạ. Đấy, bạn nào cũng dùng một cốc cốc để ăn trước các bạn ạ. Đấy. Hết chưa? Ăn được không? Uống sữa đi, uống sữa đi. Ồ, uống sữa đi. Ăn được không? Wow, hết rồi. Mới đi nhá. Ăn ơi, ăn có cái gì đấy? Cái gì đấy? Ê ôi, cái gói mì tôm bé tí à? Có mì tôm bé tí, bé tẹo, bé tí xíu luôn kìa. Ăn đi, ăn thử đi. À, mì có ăn không? Mì tôm bé tí xíu không? Các bạn ơi, bạn ăn có một cốc mì tôm bé tí xíu luôn. Không biết ăn như thế nào? Cay không? Hả? Ngon không? Không ngon đúng không? Ngon. Không ngon đúng không? Cay đúng không? Ôi, bạn có ăn hết à? Tính quá nhỉ? Có ăn được không? Có muốn ăn mì tôm này đúng không? Có muốn ăn mì tôm bé tí xíu không? Không phải, ăn là cốc mì tôm bé xíu ấy. Hả? À, cốc màu hồng với con trai không ai nữa, cốc màu hồng. Ô, bê đê, đấy cốc màu hồng. Ờ, rồi, đi em mua cốc màu đỏ nha, không mua cốc màu hồng đúng không? Rồi. Ăn xong chưa? Bây giờ có ăn được không? Ăn gì được không? Ăn xong bây giờ đi mua sắm nha. Ăn đã xong chưa? Ồ, nhanh nhường nhọn quá, hết rồi kìa. Đấy, ăn đi.
có ai có ăn cái mì tôm còn giống ở Á đâu? Ở đâu vậy? Hết rồi à? Wow, thôi bây giờ mình đi đây. Đi.